Thấy hôm nay á, lướt mạng thấy rất là nhiều cái nó khó chịu. Đáng lẽ từ lâu đến giờ là tôi cũng chả muốn lên TikTok để nói chuyện nữa đâu. Nhưng mà hôm nay là tôi bực mình quá, tôi phải lên tôi nói. Ví dụ như là suốt ngày thấy cái hình ảnh của cái bà Hằng ở một cái đám xum xoe theo để quay cái hột kim cương với thế nọ thế kia. Ủa, tôi nói với các bạn này, cuộc sống của người ta giàu ta hưởng, đi theo làm gì, đi nịnh bợ cái đó làm gì, quay chụp thì khoe những cái này cái kia lên. Ủa, họ giàu họ hưởng chứ mình đi theo được một cái hạt bụi của cái kim cương nó bay sang không, mà đi theo mà quay mà tung hô như là một vị anh hùng của đất nước vậy. Vậy trời, con người mà đã là công dân Việt Nam đi tù về tức là anh đã vi phạm pháp luật, anh không có gọi là cái gì là hoàn hảo, mà anh chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi, anh chả là cái gì cả, mà đứng lên mà là lại còn đứng lên nói ông Minh Tuệ đấy các bạn. Cái ông Minh Tuệ là tất cả mọi người đều phải thừa nhận, bởi vì ông tu theo cái hạnh Đầu Đà và ông đã bỏ trút bỏ được tất cả mọi cái, buông bỏ không để ý, không dùng điện thoại không gì hết, để ông dùng một cái nồi cơm điện đi để khất thực xin những cái bữa cơm ăn trước 12 giờ, sau đó ông là tu luyện đó. Thế thì bây giờ người ta tu luyện theo bản thân người ta, theo một cái lời Đức Phật dạy, chứ người ta có làm gì đâu. Người ta không chả sân si, bon chen ai, bị đánh sưng miệng, sưng mặt lên cũng kệ. Chúc cho họ hạnh phúc. Đó là một cái đạo đức tốt của một con người. Dù nghèo, dù khổ, dù ngủ ngoài nghĩa địa, dù thế nào đi chăng nữa, người ta vẫn tu được. Đó mới là tu. Chứ còn anh tu mà anh vào trong chùa anh ngồi anh gõ mõ nhưng có người hầu kẻ hạ đưa cơm ăn ngon, rồi người ta đến ta cúng dường cho mua được xe hơi này nọ, rồi dùng những cái chiêu bài lừa người ta gọi vong gọi hồn, cái đó đâu không phải là tu, nó đi sai về Phật pháp đó. Thế bây giờ bà này bà mới ra tù về, có cái gì đâu mà các vị quay vào mà nịnh bợ dữ vậy. Ủa, anh hùng cứu nước không phải? Nếu mà được công nhận là một vị anh hùng cứu nước trong giai đoạn lịch sử, xông vào khói lửa hay là hy sinh chết chóc hay là cứu này cứu kia thì mới gọi là anh hùng, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ anh đồng ý là bà này cũng có một cái kiểu là bóc phốt cái giới nghệ sĩ ăn 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 chặn từ thiện, nhưng mình muốn bóc phốt là mình phải có đơn từ đến cơ quan pháp luật để mình kiện người ta thì mình mới thắng được họ, và mình phải có được đề nghị các cơ quan pháp luật nó sao kê ngân hàng và nó kiểm toán nhà nước vào thì mình mới tìm được. Còn bây giờ mình đi dựa vào một cái anh IT để mà mình tung nó lên ấy, thì cái đó là bị vi phạm pháp luật rồi, đúng không? Đúng không? Vi phạm pháp luật rồi thì khi người ta đã xử là anh vi phạm pháp luật rồi thì người ta mới cho đi tù chứ. Chứ còn nhà nước mà anh làm đúng ai cho đi tù hả các bạn? Đúng không? Đi tù về rồi bây giờ các mọi người vẫn đi theo tung hô ca ngợi, thế là rồi trẻ con nó sẽ nhận định như nào, nó bảo đi tù vẫn là anh hùng, đi tù vẫn được nhiều người quý đấy, đâu phải đi tù vì giặc ngoại xâm hay đi tù về cái này cái kia, đi tù về một cái lên trên mạng xã hội để phát ngôn để nói nhảm để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của người khác thì cái đó có phải là một cái tấm gương cho học sinh nó học tập không, mà đi theo mà nịnh bợ mà úi dồi ôi, hột kim cương của cô to này, rồi bây giờ nói sang thầy Minh Tuệ trượt, đánh trượt không trượt phát nào, nhìn cái mặt nó đầy đầy cái vẻ sân si, rồi cái mồm thì nó móm lại, rồi bắt đầu đưa răng đưa lợi. Ủa, bà giàu bà hưởng, ai hưởng, đúng không? Ai hưởng của bà khoe ra làm gì, bà nói đúng là cái quỹ mổ tim của bà mà mổ ra thì nó ok, bà giúp cho trẻ em, nhưng cái quỹ đó thì tiền của đâu phải là tiền của chính cái gia phả nhà bà. Ví dụ như thầy 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 có thầy Thích Minh Tuệ thì thầy đó thầy cũng để lại vườn đất cho em thầy, thầy cũng đâu có cần một cái gì đâu, nhưng mà chị là có lợi thế là chị kinh doanh cái khu du lịch Đại Nam, là nó là một cái khu du lịch tâm linh bắt buộc người dân sẽ đến rất đông, và chị thu hoạch cái tiền từ đấy đấy, cái tiền từ đó đó, tiền từ đó để chị mới có, chị là được làm được cái quỹ mổ tim, chứ còn lấy đâu ra. Bây giờ mình cái kinh hoạch đã kinh doanh cái khu tâm linh rồi, nhưng mà thầy Minh Tuệ thầy có đụng đến cái khu tâm linh của nhà chị đâu, có đúng không? Cái khu tâm linh nhà chị kệ chị,
chị kinh doanh ở trong đó, và chính là ông Dũng lò vôi gần lên thì đọc kinh rồi thế nọ thế kia đó, đúng không? Một cái hình thức cũng là chùa chiền, chùa chiền nhưng mà là chùa chiền của du lịch. Thì bây giờ đa số ai chả làm du lịch chùa chiền, các bạn cứ ra Ninh Bình ấy, đi cái mây ở miền Bắc ấy, đây đây các cái khu chùa Ba Vàng hay là chùa Bãi Đính hay là tất cả các chùa đấy đều là du lịch, mà con người mình bây giờ họ tin tâm linh lắm, cho nên là họ mới đến những cái khu du lịch đấy để họ cầu, họ xin xin tài xin lộc xin sức khỏe, xin an khang bình thịnh vượng cho thái bình cho đất nước. Thì anh nào khôn thì anh kinh doanh khu du lịch về tâm linh là anh sẽ thu hoạch nhiều. Chen chúc đông đen một vé bao nhiêu tiền, một ngày thu hoạch bao nhiêu, giàu lắm, nói thiệt. Chứ còn là như ông Minh Tuệ, ông đâu có, người ta bảo xây chùa cho ông đâu có ở, ông bảo không. Bây giờ Ấn Độ còn đề nghị để đưa ông sang đó, nhưng ông bảo ông đi bộ đến thì ông đi, còn ông để mà đi máy bay này kia ông không đi, đúng không? Cho nên là mình đừng có sân si với một cái người đi chân đất đầu trần khất theo Phật Thích Ca, khất thực để mà hòng để mà buông bỏ được tất cả. Như là về khoe hết cái nọ khoe kia, nói hết cái nọ kia, rồi tôi thương nước thương dân, thương nước thương dân. Mà tại sao hình ảnh của một Đức Phật Minh Tuệ đó đi đầu trần khất cơm đấy để tu ở ngoài, ngồi ở ngoài nghĩa địa để mà tu ngủ ngồi đấy, mà lại đi chửi người ta, đi nói người ta, thế thì thương dân cái gì hả? Đầy đầu óc đầy thù hận sân siêu sân si không buông bỏ được. Người ta nói là giang sơn thì khó đổi và bản tính thì khó rời. Cái bà làm chỉ, chả lẽ pháp luật người ta làm sai à? Bà bị đi tù là pháp luật nó làm đúng. Tất cả mọi công dân Việt Nam không ai có quyền ngồi trên luật pháp cả, không ai có quyền chui vào cái riêng tư của từng người để mà nói họ cả, không ai có quyền, phải hiểu điều đó. Chứ còn đừng có nói là bây giờ đứng lên rồi thì làm thế nọ làm thế kia, rồi một cái đám nó lên là cứ kêu hết người nọ người kia là lươn lươn con lươn nhỏ với lươn này lươn kia. Bọn mày đi theo bưng bô thế là cái gì hả? Người ta là lươn thế bọn mày là cái gì? Bọn mày là bọn bưng bô à? Ôi trời ơi, khổ. Người ta giàu bây giờ người ta bảo thấy người nghèo mà thương, đó mới là cái bản chất con người đúng theo đạo Phật. Chứ không phải thấy người giàu chạy theo xum xoe nịnh bợ quay rồi ôi cô là mãi đỉnh, cô là mãi đỉnh, cô là thế nọ, cô là thế kia. Tôi chả thích nói. Có hôm tôi ngồi tôi nói cái gì đấy cũng nhảy vào bảo ồ cái bà này là cái lươn con ngày xưa. Ôi trời đất ơi, lươn đẻ ra cha ra mẹ bọn mày, nó thiệt luôn. Lươn thế nào là chính nghĩa, thế nào là tà, thế nào là đạo, mình phải hiểu được. Chứ không phải mình nghe theo một cái hiệu ứng đám đông, thấy ai mà cái ú rồi vồn vã đi theo xum xoe rồi là bưng xòe ô múa quạt rồi là quạt cho người ta rồi thì nọ thế kia, để được cái gì? Nịnh có được cái gì đâu hả? Thà như nịnh mà bảo ồ thôi để tôi bảo lãnh cho mấy cháu ra học nước ngoài mấy năm hay là giúp cho gia đình một cái nhà thì cũng đi mà theo mà vỗ tay đi. Khổ. Ngưỡng mộ là quyền của mỗi con người, ai cũng có quyền thấy người ta tài cái này cái kia thì mình có quyền ngưỡng mộ, mình có thể cho người ta là idol, đó là tùy từng người. Idol thế nào thì đúng chứ, phải không? Các bạn có thể xem bà là idol nhưng bọn tôi bình thường chả xem bà là idol gì cả. Bởi vì một công dân mà đã bị vướng vào vòng lao lý thì chả có gì gọi là idol. Chỉ có cái là bà ăn nói lưu loát, chửi chửi có vần có vân có ve có vần có vân có điệu đó, tức là được cái ăn nói, người ta gọi là xảo ngôn, phải không? Chứ còn bây giờ thì hết chuyện rồi, bây giờ lại đi quay sang đả kích cả ông Thích Minh Tuệ, không thể nào được. Mình sống mình phải biết cái nào là sai cái nào là trái. Ông có đụng đến cái chùa Đại Nam của bà đâu mà bà đi vào bà chửi ông. Thầy Minh Tuệ là một cái đấng sư rồi, không cần lời nói không cần truyền thông mà được mọi người ngưỡng mộ, được đúng chưa? Em nói thật, em ngồi em ngẫm nghĩ hoài không hiểu làm sao mà bả lại lên bả nói thầy Thích Minh Tuệ, em biết nữa
Người ta đi tu mà bà cũng không để cho người ta được yên nữa thì sao đây? Nói rồi, ai mà hơn bà mà được nhiều người yêu quý mến là bà không có chịu. Bà giống như là mẫu nghi thiên hạ vậy đó. Cái nào nó đúng cho nó đúng, cái nào nó sai cho nó sai. Người ta đi tu mà cũng không được yên rồi bây giờ đó. Cái mẫu chuyện này y chang cái mẫu chuyện ngày xưa chị Phi Nhung. Chị Phi Nhung ngày xưa nha, người ta mến mộ bà dữ lắm. Đến như cái ngày chị Phi Nhung mất, bà cũng để cho ta yên. Dầu gì đi nữa mình cũng phải suy nghĩ, cái người mất rồi, dầu người ta có sai đi, mình chờ cho cái đám tang người ta xong thì mình nói gì hả nói, mà cái này người ta không có sai cái gì. Trong cái ngày chị Phi Nhung mất, bà lên bà chửi khủng khiếp luôn, bà chửi bao nhiêu người quay đầu. Đó, rồi bây giờ tới thầy Minh Tệ. Giờ ta đang yêu yêu mến bà, bây giờ bà quay qua thầy Minh Tệ. Đúng không? Em nói thiệt, em nói cái này là em không có sợ. Mong rằng là các cơ quan, các cấp chính quyền có thẩm quyền vào cuộc, để không bây giờ nè, một bên thì ủng hộ bả, một bên ủng hộ thầy Minh Tệ, bắt đầu ấu đả nhau, đánh đá nhau. Bây giờ mạng xã hội có được yên đâu. Đó, bây giờ một bên ủng hộ bên này, một bên ủng hộ bên kia, chửi nhau quá trời luôn kìa. Bản thân em không sao, bản thân em nói một mình em chấp nhận. Có một mạng thôi, em đã khi nói rồi là em không sợ gì hết. Rồi bây giờ nó như thế này đó, rồi mạng xã hội có được yên đâu. Cứ để bả như này hoài thì làm sao? Bả lên bả hát, bả ca, bả vui vẻ, bả chơi, không ai nói gì bả. Mới ra bữa trước bữa sau à, đã nói đụng chạm tới chính quyền rồi. Bả còn nói cái câu này nè, bả đi 2 năm rồi bả cố quyền điên. Trời ơi, nói thật có tại mọi người á, cơm áo gạo tiền. Mọi người đó lúc đi làm rồi mọi người gặp những cái clip bả nói thì mọi người cảm động, mọi người nghe. Nhưng mọi người có nghe được cái clip mà những cái clip mà bả văn tục văn bậy không? Ngày xưa em là người ủng hộ bả nè, không, lúc đó em vẫn nói nếu bả nói cái vụ Mộng Yên ra, với bả nói cái vụ anh Hoài Linh ra, bả ngưng đi thì bả là chân chắc chân nghị của Việt Nam mình rồi. Nhưng bả đâu có chịu, bả khui hết chuyện này đến chuyện kia, khui hết tới đi T30 luôn bả mới chịu. Rồi bây giờ ra cũng không chịu. Người ta đi một lần rồi, em nói mà, em nói ngay từ đầu với bạn bè em rồi, tính nào là sẽ tập nấy, sẽ còn lên mạng nữa chứ không yên đâu. Ý như rằng nhiều người nói bà đi rồi bà sợ, không có sợ đâu. Còn nói về học sòn, em nói thật như mọi người, hồi đó em có coi một clip của bà như thế này nè, học sòn của bà đựng trong bọc không à. Mà mọi người nghĩ nếu mà cái học sòn mà đắt giá 1.000 tỷ hoặc 2-3 tỷ thì cái nội cái hộp của nó thôi là mọi người đã thấy như thế nào rồi. Nó hộp là đã thấy yêu rồi, đành lòng nào dục, đúng không? Rồi nếu như một sòn bả, một sòn thiệt không đó, bả để chân trong cái nhà của bả, cái nhà của bả thì bao nhiêu tỷ mọi người biết rồi đó. Mắc gì phải đựng trong bọc, là em đã đủ hiểu rồi. Em là một cái người nghe, nói thiệt với mọi người, thời điểm đó nè, em không việc nhiều, em rảnh lắm. Em theo dõi sát sao cái vấn đề này lắm, nên là em gần. Nhưng em không bao giờ nổi bậy để đụng chạm đến nhà nước hoặc để xúc phạm đến người ta, để mà có chuyện đi đến công an mời, mệt lắm. Vậy mình mới là người khôn chứ. Cái đồ drama này em tạo ra, nó mới lòi ra hột sòn kim cương này nè. Nhờ đến em mọi người mới biết đến kim cương hột sòn 1.000 tỷ vạn tỷ, đúng không? Nên là phải cảm ơn em nữa, nên là đừng chửi em tội nghiệp đó. Bây giờ mình đi vào cái vấn đề thầy Thích Minh Tệ đi. Thầy cũng làm gì bà mà bạn lôi thầy vậy? Nói đó. Ngồi đó vô coi coi, người ta chửi quá trời chửi luôn kìa. Đó, nên là đừng có kiếm em chửi em nữa, tội nghiệp em. Em là cái người dám ăn, dám nói, dám làm và nói thẳng, nói thật. Có sao em nói vậy? Em không nói thêm nói bớt vậy, em không có bươi móc của người ta. Trời ơi trời, hết chuyện để nói rồi, lôi thầy Minh Tệ ra. Nè em nói cái điều này nè mọi người coi nè, nha. Hồi xưa bả nói bả là giáo sư đó, mà giáo sư nội cái cách ăn mặc thôi mọi người thấy rồi đó. Nó hở tới dưới này luôn nè. Rồi cái ngày đầu tiên bả lên bả đưa nguyên cái lưng bả ra luôn. Bao nhiêu người ta đánh giá về cái vấn đề này. Mà tại vì thôi bà nói bà rút khỏi cái đời drama này thì em không nói. Nhưng bà có rút đâu, bà vẫn lên nói đó. Nói thì mình không nói, nhưng bây giờ xúc phạm tới thầy Thích Minh Tệ. Người ta đi tu, người ta có làm gì bà đâu.
Hay là bây giờ người ta được mọi người yêu quý mến, khẳng định một điều luôn, để mà đem thầy Minh Tệ so với bà đó, thì người ta thích thầy Minh Tệ nhiều hơn. Mọi người nghĩ em nói đúng không? Không phải tôn vinh thầy cái gì mà là cái chân tu của thầy. Không ai làm được như vậy. Khổ quá trời khổ luôn, nước Việt Nam mình không yên. Rồi bây giờ hai bên phe phái nè mọi người chờ xem. Thôi, thì bây giờ chấp nhận thôi. Cứ để ông trời sắp đặt thôi. Chịu. Rồi, bây giờ mấy đứa mà binh bả thì dảnh cái lỗ tai lên mà nghe nè. Nha. Phải chi bây giờ bả nói 50-50 người thích thầy Minh Tệ thì ok, không ai nói gì. Những người ghét bả thì người ta nói không nói, còn đây là những người đang yêu mến bả đều quay đầu. Không phải bả nói câu nói đó, mà bả nói trước tiên nhất là thầy Minh Tệ, xong rồi bả mà quốc phát là chúng không chịu phát nào. Bà quốc hay quá, bà quốc chúng tê 30 luôn. Không, rồi bà mới ra đó, bây giờ bà chuẩn bị quốc tiếp nữa rồi. Xong, rồi bà nói á là phía sau thầy là có người, giống như là có người đi theo mà kiểu như xúi thầy hay sao, ý là bà đang nói vậy đó. Nên người ta mới phẫn nộ, chứ đương không mà không ai phẫn nộ. Cái nào ghét là ghét, phải nói cho đúng đàng hoàng. Chứ đừng không bà nói cái 50-50 thích thầy, 50-50 không thích thầy, rồi người ta chửi bà. Làm gì cái chuyện đó. Chửi đi, rồi cho cái fan hâm mộ bả quậy cho mà thấy đẹp. Đó nên là nghe cho kỹ, binh thì phải binh cho nó đúng. Binh sai rồi. Giống như ẩn phía đằng sau của thầy là ai vậy đó. Trời ơi trời, thầy đi tu, thầy có nhận tiền, nhận gạo, nhận đồ đạc gì của ai đâu. Mà phải nhờ ai giúp đỡ. Bà có làm được vậy chưa? Bà muốn làm quốc mẫu hồi cung thì bà phải như thế nào? Bà nói bà có giữ lại đâu. Bà nói bà không lên phát trực tiếp nữa. Bà lên, trời ơi bây giờ trên mạng là gần hình ảnh bà. Đó, rồi bây giờ nè. Có ai mà phụ nữ gì kỳ cục không? Dù cho mình có ngoại tình thiệt đi thì mình cũng giấu đi. Đó, có một cái clip người ta đăng đó, chính bà nói luôn đó, là bà ngoại tình với ông trời, bà không còn đường nào mà nói, bà đem ông trời ra nói luôn. Rồi bộ thèm chuối lắm hay gì. Bà nói cái câu nói của mọi người phải nghe bà nói ẩn ý nha. Là bà điện cho ông trời xong rồi ông trời kêu đốn mấy cây hết trơn trong Đại Nam. Đó. Rồi xong cái bắt đầu là trồng chuối hết. Trời ơi, chuyến này chắc phải kêu thầy Võ nằm yên ra cứu thầy mình quá mọi người ơi. Chỉ có thầy Võ nằm yên ra là mọi chuyện là được suôn sẻ hết. Cái mẫu chuyện của thầy Võ nằm yên với bả thì mọi người chắc gành quá mà đúng không? Em có má nuôi em ở ngay đó luôn nè. Quá gành luôn đó. Gành từ chi tiết luôn á. Nhưng mà thôi, không có nói mấy chuyện đó ra. Vì đó là chuyện riêng tư của người ta. Đó. Nhưng mà mình đừng nghĩ là người ta không nói là người ta biết hết trơn đó. Giống như cái câu chị nói đó, quá khứ dơ giấy dễ gì giấu giếm đó. Nó là vậy đó. Trời ơi trời, quốc mẫu ơi, quốc mẫu để cho dân chúng yên chứ. Quốc mẫu quậy hoài à. Quậy hết chuyện này tới chuyện kia. Quậy không đã lôi thầy tu ra quậy luôn. Thiệt là tình tội nghiệp thầy của tôi quá. Thầy của tôi đã đi tu rồi mà còn không yên với bà còn quậy nữa. Trời ơi, có ai mà phụ nữ gì không mà cho nói á, mọi người thấy không? Có bữa thì mặc áo lồi cúng như nè, có bữa thì mặc áo cứ bằng hở ngực dài tới đây nè, qua tới đây nè, có người ta bình luận người ta nói dạ tay cúng à. Còn không thôi thì hở nguyên cái lưng ra luôn, trời ơi là trời. Đó, bao nhiêu nó thể hiện ra con người rồi. Là mọi người đủ biết rồi. Mà sao cứ binh, trời ơi, binh bất chấp vậy mấy cha. Đó, bây giờ nó cả cộng đồng mạng dậy sóng. Cái mà chửi nhiều hơn cái binh. Nó có những người người ta lên, em lại nói chuyện đàng hoàng đó. Có những người người ta chửi cho mà nhục luôn, nghe nhục chưa. Trời má ơi, thầy Võ nằm yên ơi, thầy ra nhanh giùm cái đi cho thầy em được yên, với chúng em được yên, với chúng tôi cứ về hoài. Nó mệt mỏi gì đâu, mệt mỏi luôn.
Cả thế giới không được bình yên.